Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân, mùa của đất trời giao hòa, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh. Mỗi khi mùa xuân về, lòng người cũng như trẻ lại trước dạo dực của đất trời. Tất cả như đang bừng lên một sức sống mới. Hòa trong không khí rộn ràng đón mừng năm mới khi mùa xuân về, những người làm phát thanh truyền hình Hải Phòng xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình Hải Phòng phát sóng ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết.